Tối 27 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định có nhiều người giúp sức hỗ trợ bị can Nguyễn Phương Hằng trong việc lên kịch bản, chuẩn bị nội dung, quản trị 12 kênh mạng xã hội, chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật cho bị can này trong các lần livestream vu khống xúc phạm đời tư nhiều cá nhân. Bên cạnh đó, những người làm và đăng các video lên YouTube, khách mời được bị can mời đến, tham gia chia sẻ, phát tán nội dung trong các buổi livestream cũng được xác định có liên quan, góp sức cho bị can này thực hiện hành vi tội phạm. Trong những ngày qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành mời những người hỗ trợ tiếp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng lên làm việc. Như báo Thanh Niên đã thông tin, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bị can này quản lý 12 kênh mạng xã hội, thường xuyên đưa các thông tin chưa được kiểm chứng và lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, yêu cầu Nguyễn Phương Hằng chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật. Thế nhưng, Nguyễn Phương Hằng không chấp hành, thách thức pháp luật và tiếp tục hành vi vu khống, xúc phạm nhiều cá nhân. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.